Trang nhỏ miền quê. Thì bữa hôm nay mình đem số quần áo của chị Văn Tiền ở Đài Loan gửi cho mợ Sáu, Phúc với lại cô Ba. Thì giờ mình đã đến nhà của mợ Sáu. Chị Văn Tiền ở Đài Loan có mua quần áo gửi về cho mợ nè mợ Sáu. Vậy mợ Sáu cũng cảm ơn cô Tiền nha. Dạ, mợ Sáu mặc vô thử đẹp không mợ Sáu? Đẹp nha. Chắc là đẹp rồi đó. Ờ mợ Sáu mặc vừa rồi ha. Vừa tiếng luôn. Đẹp ha. Cảm ơn cô Tiền nha. Mai mốt cô Tiền gửi vừa về cho mợ Sáu nữa nha. Mợ Sáu chịu rồi, thấy đẹp vừa ý vậy. Đẹp vừa ý đó. Để cái áo này đẹp, Phúc mặc thử cái áo này đi. Ồ, để hai cái trùng luôn á. Để con cởi cái này ra trước rồi mình thử. Đâu Phúc thử hả? Cái này vừa chắc tại bự. Đầu đẹp không ha? Ở Việt Nam này có kiếm cái đồ này lắm. Dạ. Trời ơi, coi kìa từ ngàn. Ồ, đẹp quá trời ha. Vừa. Trời ơi, sao chị Văn Tiền lửa vừa luôn. Cái này là một cái bá chung nhà nè. nhìn qua hình không mà chỉ hay á nha. Tôi biết cái khung. Ồ, đẹp quá trời. Nè, đưa cho Phúc thử cái áo này. Tôi luôn. Tôi có tiền nè, bận vô đây. Đâu có mở cái kia ra mới bận cái này vô được chứ. Dạ, mở ra nha. Để quá trời, mà xung môn. Chứ đang hồi nực quá chịu nổi. Rồi, thử áo rung luôn rồi. Mệt. Mới lội với xong nó lên. Đợt này Phúc ngon rồi. Có mấy đầu đẹp mặt đã luôn rồi. Rồi, tay nhỏ tay bự vô. Cái áo này cũng vừa tiếng. Trời ơi, sao mà vừa quá trời ta. Này chắc kiếm ơn chị Tiền quá, mai mốt chị gửi gì cho em nữa, chứ bên đây kiếm không có. Bên đây em lội em kiếm nát nước hết rồi. Nát nước. Cái này tại có cái áo thun vô nữa chứ không có vừa. Ừ. Này nó rộng luôn. Cái áo hai thun này cũng đẹp nữa. Này mà ở nhà không mát. Dạ. Này không cô công đẹp không mà sao? Đẹp không? Đẹp, đẹp. Này là áo đẹp. Áo đẹp. Đẹp. Bị đây muốn được. Đâu qua quay sao lại sao quay sau lưng kìa Phúc. Cái gì vừa dặn hết không? Rồi ơi cái kêu mà mở sáo. Vừa luôn vậy. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi còn mấy cái quần là vừa cái chắc kìa. Chà bá nữa. Được. Tha bận vô nguyên bộ đi cho chị cô Tiền thấy. Cảm ơn. Rồi. Nguyên bộ đẹp quá trời vậy. Đẹp kiểu này đi dì gái được. Đẹp kiểu này là đi dì gái được. Rồi. Sao cái quần vừa luôn. Kiểu này cảm ơn chị Tiền nhiều lắm nha. Mới nhớ gửi gì cho em tiếp nha. Rồi à, cần Phúc khoái đứng rồi kìa từ ngang. Cái có đồ đẹp nữa. Đừng có đồ mới. Lâu lâu mới có đồ vừa ấy luôn hết. Thiệt, nơi đâu có đồ mới đâu. Đồ cũ không? Sida kiếm còn có. Đi kiếm mấy thằng mà đẩy Sida đó. Lựa còn tố. Đừng cho có xây bự phải không? Dạ. Cái này là vừa nói không có chỗ nào chê nữa. Quá trời đẹp mà. Nè. Vậy thôi anh cãi ra đi. Để em cũng đi về. Rồi giờ Phúc nói cảm ơn chị Tiền thôi nè, nói gửi lại. Cảm ơn chị Tiền nha. Đây kim kiếm đồ này không có, chị mới có vậy bữa chị gửi gì cho em nữa. Chị Văn Tiền ở Đài Loan gửi cho cô Ba cái áo. Dạ. Đây cái áo. Áo đẹp quá ha. Nè, cô Ba mặc vô thử đi hoài. Dạ. Này áo tay dài tay lạnh á, cái mình mặc vô cũng được cho nó ấm. Bận thế chứ. Dạ. Cô Ba nói để mặn 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 mát. Dạ. Đẹp rồi nha cô Ba. Này tay lạnh mình bận cho cái nó ở vừa luôn dài cũng được. Vừa luôn ha. Đẹp vừa quá luôn. Trời luôn. Vừa còn được. Cảm ơn anh Tiền. Em Tiền. Em Tiền hả? Dạ. Mẹ có mày đầu cho. Dạ.
chị này ở Đài Loan á, chị mua đồ chị gửi về cho bà con thôn xóm mình đó cô ba. Có cho anh Phúc nữa. Tại sáng giờ trời mưa rồi, cô ba ăn uống gì chưa? Ăn cơm rồi. Dạ. Nay cô ba ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm, ăn với mì tôm, con không ăn cơm. Ăn với mì tôm. Ăn mì tôm, mà sao cho ăn mì tôm. Dạ. Con cũng ăn mì tôm nè. Sáng mì tôm trời mưa ăn ngon lắm à. Hôm nay có cô Băng Tiền ở Đài Loan gửi cho chú quần áo với cái đồ nịt lưng á. Bữa này chú cái quần. Rồi tấm lòng vàng cổ cô nhà Tiền. Tài trợ. Dạ, của cô Băng Tiền. Cũng nhà tài trợ. Cái này là cái nịt lưng để cho chú không đau á. Thì để con đọc nè, cái này tặng chú Vũ. Cái nịt lưng này chú phải nịt lúc đi bán vé số, như vậy cái lưng mới bớt đau được. Lưng của chú mới thẳng. Con ngồi như giày vuốt cọng lá có nịt được không? Dạ được chú. Chú ngồi vuốt cọng lá nịt còn ngon nữa à. Để con chỉ cho chú xài nha. Chà, gì có bông cú hoa đẹp dữ nha. Dạ, bạch nịt cái lưng này để nó định hình cái lưng mình lại, nó có bị đau á chú. Chà, gì đẹp dữ ha. Làm như này không vậy? Làm như cái miệng. Không, cái này, dạ. Vậy nè, xong rồi chú chàng qua cái lưng chú rồi chú dán lại. Đây, chú chàng qua đây nè. Rồi nó cái lưng nó không có bị đau. Rồi, cái bên đó, chú lấy cái kia. Rồi cái chú dán vô vậy nè. Nịt lại cho nó cứng cái lưng mình ngồi chút cọng lá nó cũng không đau. Thì lúc này chú bị đau lưng chú nghỉ bán luôn hả chú? Vậy là nịt vậy vừa luôn hả chú? Chị Tiền có tặng cho chú bộ đũa nữa. Bộ đũa này đẹp quá chú. Sao để con chị ghi cái gì nè. Bộ đũa bà lợi bà xem thử coi. Quá quý mà anh nặng hết trước à. Tiền tặng chú bộ đũa may mắn. Bộ đũa này có màu đen mung nhưng có một chút xíu màu đỏ trên đầu. Đây nè, có chút xíu màu đỏ có dính mấy cái hộp đẹp kìa. Cái này cái kiểu mấy chữ này là của ở Đài Loan đó chú. Làm như Hàn Quốc à. Là như Hàn Quốc. Còn cái này là cái nghịch chân để chỉ tặng cho cô. Dạ. Ủa có bả nữa. Dạ có. Cô vô nhận giùm con luôn đi cô. Phải có bả nữa chứ lại không hơi bả phân bì. Cái đầu gối này cái cô thọc cái chân vô trong cái lỗ này nè. Vậy cái cô siết cái dây này lại cho nó vừa. Nè cô băng cái gấp gối cho nó đựng đau. Dạ. Tùy theo cảm ơn tấm lòng vàng cũ cái người mà cho đó, cái đậu biết mặt bả. Hai cái hai đầu gối. Dạ. Hai đầu gối của bà, còn mấy bà ăn cái tui cái. Còn cái đó gì? Tặng cho cái túi đây đựng gì đựng. Rồi. Vậy có một cái áo để tặng cho cô. Cái áo này tay dài mà khi trời lạnh á, cái cô lấy ra cô mặc cho nó ấm. Đẹp quá hả cô? Nó mềm mại á. Nó mềm mại. Cỡ còn mấy cái số cái này mà bán được. Dạ. Lúc này chú bị nhức nên chú không có chạy xe đạp được á, nên không muốn nghỉ luôn rồi. Nghỉ. Dạ. Vậy là hết rồi, dưới trong đây có cái đồ của cô. Rồi, cảm ơn. Đủ. Dạ, đủ. Rồi rồi. Dạ. Như vậy đũa này tôi cất, tôi để dành đũa này, để dành, để dành tết. Ôi đi con coi cái con. À còn cái vòng nữa. Đũa đẹp quá trời. Chiếc vòng này tặng cô Tiền, chúc cô chú Vũ mạnh khỏe, cố gắng ăn uống điều độ, có sức khỏe để hai ông bà chăm sóc lẫn nhau. Chú cảm Vũ. Ơn. Dạ. Chúc cô chú gặp nhiều may mắn hạnh phúc. Dạ, cái này là bằng cái đá pha lê á, cô rất là đẹp luôn, nó chiếu long lanh luôn nè. Cái đó cô đeo vô tay đi. Cái đó bằng đêm đẹp lắm à. Dạ, đá pha lê á chú. Cái này nó làm đi đâu đeo chứ. Dạ, cô đeo vô thử thì vừa không cô? Ở nhà mà đeo đứt cũi uổng. Dạ. Đó, sáng long lanh luôn ha.
đẹp lắm cái này đó. Bằng bằng đêm là đốt đèn ánh sáng. Dạ. À, cô đi ra ngoài nắng nó cũng chiếu nữa. Đây. Tôi tiền giúp đỡ vợ chồng tôi thu món đồ này tôi lắm luôn á. À, chúc cô Tiền được khỏe, được dồi dào sức khỏe hai ông bà. Rồi với ấy tôi quá mừng rồi. Bao giờ kiếm được mua cái này đâu có. Giờ không bán giấy số mà tôi ngồi vuốt con lá tôi thắt lưng được. Tôi mừng quá. Đó. Thôi cảm ơn tấm lòng của cô, tấm lòng vàng. Đến nhà của chị Đào thì mình đem đồ của chị Văn Tiền gửi cho gia đình chị Đào. Mình đợi chị Đào. Chị Đào chắc giờ này đang nấu cơm á. Dạ. Cảm ơn chị Văn Tiền nhiều lắm nha. Chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Cảm ơn từ nghe. Dạ, dạ. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Rồi chị vô thử đi nha. Em đi ra chị lại. Khỏi sống được đó luôn em. Khỏi sống luôn. Quá trời luôn. Đồ đẹp không ạ? Nãy em thử quá trời luôn. Áo em đang mặc cũng của chị nè. Ừ, bận liền luôn hả? Bận liền luôn. Thôi đi ra chị lại à. Chị Văn Tiền ở Đài Loan gửi cho con gái của chị á. Dạ. Quần áo với thịt viết. Dạ, cảm ơn chị Tiền, cảm ơn chị. Dạ. Chị, chị hai. À, còn hai con gấu màu hồng mà nãy tạm sách nhiều đồ quá em quên. Để chị em đem ngay cho chị. Rồi em về nha. Dạ. Rồi chị về luôn nha. Dạ. Giờ thím ba mới đi làm về. Buổi tối thì mình kêu thím ba lên lấy đồ cho thím ba, rồi cho cháu thím ba, với thím ba có xin mấy cái áo cho con gái thím ba. Cảm ơn chị Văn Tiền đã gửi cho ba đồ. Chị thấy Văn Tiền, chị thấy không, mặc vừa mặc đẹp luôn á. À, sáng nhật luôn nè. Thím ba mặc đẹp ghê á. Xin mấy cây kẹp mà về cho con gái nữa nè. Vậy chị Văn Tiền có gửi cho em mấy hộp thuốc sức tay. Cảm ơn chị nhiều lắm nha. Đi mần ngâm nước tay nó bị ớ dữ lắm. Ngồi xuống đi. Đồ, con bơm. Đồ con gái nữa nè. Cho cháu ngoại, có cháu ngoại nó mặc vừa in luôn á. Bơm bơm. Lại đây con. Lại phe đồ đẹp nè. Là cảm ơn bà Văn Tiền nè. Đây đây. Nè, nè đồ đẹp nè. Quay mặt lại coi. Quay lại cho bà nhìn con này. Kìa. Cho bà Văn Tiền nhìn nè. Con nè. Đó, đó, đó có chiếc xe nữa nè. Xe đồng phái hết biết không? Đó. Con dạ bà Văn Tiền đi. Con ngạ đi. Con ngạ bà đi. Con máy bay nè, con máy bay bà đi. Gãi ơi. Thì sáng nhiều đồ quá mình còn quên cái hộp kem của thím hai nữa. Giờ cái mình nói thím hai qua lấy. Chào bà Văn Tiền đó nha, ngày sáng mình lấy đồ rồi cái giờ còn thêm một hộp kem nữa mà. Ờ, công nhận cho mình đồ rồi bây giờ còn cho hộp kem làm đẹp nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Chúc bạn ngủ ngon nha. Thì từ sáng giờ mình với chị hai đi đem đồ cho Phúc với chú Vũ. Thì về chị Đào có cho nhóm của mình bánh lăng. Chị Đào làm bánh lăng rất là ngon luôn. Nhìn thấy thèm quá ha. Nhìn thấy hấp dẫn ghê luôn á. Đào khéo quá, làm hai lưỡi cuông luôn nữa nè con. Cái con nhỏ. Ở dưới đây là giống như caramel vậy. Đường chỉ khuấy á. Ở trên này chị đổ bánh lăng lên nè. Làm hay quá. Hay ha. Rồi đem bánh lăng về á, cái em làm một cái chén cà phê. Cà phê thì em để đường vô đây em nấu cho cái cà phê này nó kẹo nước lại á.
rồi mình đổ bánh lăng ra dĩa, mình chan cái cà phê này lên, mình bỏ đá lên mình ăn. Nếu mà mình có đậu phộng thì càng ngon hơn, nhưng mà tại vì bữa nay mình không có đậu phộng sẵn á, thì thôi mình ăn nhiêu đây đi. Nhiêu đây cũng đủ ngon rồi. Giờ em đổ bánh lăng ra rồi mẹ chan cà phê, chị để đá giùm em nha. Ừ. Mình thấy hấp dẫn thiệt. Giờ mình cho bánh lăng ra dĩa. Chị Đào làm khéo thiệt á. Ra cái bánh lăng mà nghe cái mùi thơm bát ngát luôn. Rồi em chị Hồng về ngang ghé ăn Đào nha. Không biết còn không mà ghé. Đây là cái xin lại nữa hả? À. Xin nữa. Thấy lòng khéo quá. Khéo quá trời luôn chị ơi. Thơm hấp dẫn quá. Mời cả nhà cùng ăn bánh lăng với gia đình của mình nha. Con mời mẹ, mời hai chị. Thưởng thức đi, em thèm quá rồi. Mời cả nhà cùng ăn bánh lăng với gia đình mình nha. Mời ngon quá. Ăn bánh lăng với mình. Ngon lắm. Ngon quá chị ơi. Chị Đào chỉ khéo hết biết luôn á. Chị thấy Đào làm gì cũng khéo hết trơn. Cái miếng bánh lăng mình sắc ra nó dai luôn nè. Ngon. Ngon khéo thiệt á. Thơm quá. Ngon hai cái. Thơm mùi sữa. Không có nghe một cái vị tanh của hột gà luôn, thơm sữa, ăn ngon gì đâu á. Khéo quá là khéo. Bưng lên luôn đi, mấy mình uống luôn. Ngon quá. Cảm ơn Đào. Bánh lăng ngon. Này ăn chắc ngon quá. Trời ơi nó quá trời chị Hằng. Quá trời ngon luôn chị. Em với chị về nó về ghé ăn Đào mới được gõ cửa nó mới được kêu nói gì. Ngon dữ lắm. Thôi thôi. Chết rồi Đào ơi. Ngon. Đâu lắm mà em đâu có ăn đâu. Bánh lăng này mắc lắm á. Ở ngoài tiệm nó tới 5.000 một cái luôn á chị. Chị Đào với cho mình cũng nhiều ghê luôn á. Đào cho nhiều quá. Lần nào cũng vậy ha. Mắc tiền lắm á. Sữa rồi hột gà rồi cái công làm nữa trời ơi. Nhà cùng ăn bánh lăng với mình nha. Bánh lăng cũng đạo. Ăn thử là dễ ngon dữ lắm. Ngon dữ lắm ngon. Ngon dữ lắm. Từ nào giờ mới ăn cái này là ngon nhất luôn. Bí quyết. Nhau câu. Bí quyết này dữ lắm à. Đạo không đủ tên. Là hôm nay mình ăn của Đào nhiều lắm rồi đó. Tôi ngang làm cái thèm đủ rồi. Loại luôn. Hả? Khóc, khóc cho ngon. Khóc giống tụi ăn á. Mắt lạnh rồi phải không chị? Mắt lạnh. Ở cái cách ăn của em là hết ý luôn đó. Giờ bắt tiếp má hả? Cảm nhận sao? Coi chừng đổ vô cái áo về giặt không ra cái chuỗi em à. Cái cà phê mà mình bỏ đường mình nấu lên nó đậm đặc lại ngon hả chị? Ngon. Chứ mình để cà phê lỏng mình chan vô là không ngon á. Lỏng không ngon. Ngon quá Đào ơi. Còn nữa không Đào? Tiếng công. Nhiêu lên nhiều tiền lắm không? Chị Hai rồi, hồi về ngang ghé nhà Đào xin nữa rồi. Cho quá trời mà rồi xin nữa mất Đào nghỉ chơi nha. Chị chứ làm ngon quá trời mà. Hôm nay nhóm của em rất là vui vì đi đem quần áo đến cho những bà con trong xóm, rồi được chị Đào tặng bánh lăng để cho ăn. Thì em thay mặt cho Phúc, cô Ba với chú Vũ cảm ơn chị Văn Tiền rất là nhiều. Chị đã có tấm lòng để gửi đồ về cho bà con ở xóm em, thì xóm em rất là mừng. Em cũng cảm ơn chị Đào. Nhóm em lúc nào cũng được ăn nhiều loại bánh mà chị gửi cho nhóm em. Thì nhóm của em rất là yêu quý chị. Em chúc cho hai chị được nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Thì con cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân gần xa, trong và ngoài nước, lúc nào cũng luôn yêu thương để ủng hộ cho nhóm ăn nhỏ miền quê. Thì nhóm của mình nguyện làm chiếc cầu nối để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đem niềm vui đến cho mọi nhà. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc cho cả nhà xem video được thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.